chương 21 Dưới nền đất Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhìn trước mắt như một mỹ lệ búp bê sứ giống như vậy, rụt trè nhìn mình thanh lân, tiêu viêm cười hít mắt nói Thanh lân, giúp ca ca một chuyện có được hay không? Ngươi, ngươi nói Tiểu thanh lân rụt trẻ nói rằng Giúp ta đi tìm một đóa hỏa diễm Tiêu viêm nói Chủ nhân, nàng thật có thể giúp ngài tìm dị hỏa à? Một bên hải ba đông không hiểu nói. Mặc dù nói nàng không thể trực tiếp tìm tới dị hỏa, thế nhưng nàng có thể có thể tìm tới con rắn kia nha. Tiêu viêm cười thần bí nói. Ê! Hải ba đông đối với tiêu viêm trong miệng thường xuyên bốc lên một ít kỳ quái ngôn luận từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta lên đường đi, tiểu y tiên ngươi lưu lại, trong đại mạc nhiệt độ ngươi có thể không chịu được. Tiêu viêm đối với hải ba đông cùng tiểu y tiên nói, cũng không để ý tới một bên từ lâu thu lên miệng tiểu y tiên. Bá, mặt thành bầu trời một đạo khoác băng đấu khí màu trắng dực cùng một đạo khoác đấu khí màu tím dực cường giả thẳng lượt mà qua. Thậm chí ngay cả thất truyền đã lâu phi hành đấu kỹ đều có, đây là cái nào thần bí gia tộc lớn ra đến rèn luyện dòng chính đệ tử A, gia mã đế quốc cảnh nội chưa từng nghe tới A. Hải ba đông nhìn bên cạnh chính triển khai đấu khí màu tím dực ông ấp thanh lân phi hành tiêu viêm, ám thầm nghĩ. Đi, chúng ta đi trên bản đồ phía đông phương hướng cái kia khả nghi địa điểm người ở phía trước mới dẫn đường tiêu viêm nói được bên này nói ba người phương hướng xoay một cái hướng về phía chân trời bay đi hô phi phi này tháp qua nhĩ sa mạc thật không phải là người đợi đến địa phương tiêu viêm nôn một cái trong miệng hạt cát thật chặt dùng đâu bào bọc lại thanh lân nói lập tức tới ngay Hải Ba Đông lên tiếng nói. Ba người ở đầy trời phong cha truyết cúi đầu, bước chân một sâu một thiển địa hướng về trên bản đồ đánh dấu khu vực kia đi đến. Chủ nhân, đại khái ngay ở vị trí này, nơi này khả nghi phạm vi kỳ thực cũng rất lớn, ta xác định không được quá chính xác địa điểm. Hải Ba Đông dừng bước lại, dẫm dẫm dưới chân khu vực này, đối với tiêu viêm nói. Hải Ba Đông hơi có chờ mong nhìn tiêu viêm, chờ đợi tiêu viêm có thể sử dụng thần thông nào định vị cái kia dị hỏa địa điểm thanh lân sau đó phải xem ngươi đi tiêu viêm thả xuống thanh lân cười tủm tỉm đối với thanh lân nói hả thanh lân nhíu nhíu đáng yêu hạt dưa khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nói thanh lân ngươi là xà nhân tộc cùng nhân tộc hỗn huyết trời sinh nắm giữ một loại huyết thống bích xà tam hoa đồng có thể ung dung cảm ứng được phụ cận xà loại hơi thở của ma thú tiêu viêm nói thanh lân nghe được tiêu viêm nói ra thân thế của nàng sợ sệt mà đem ống tay áo đi xuống kéo lôi kéo không có chuyện gì thanh lân không cần phải sợ giúp ta tìm một chút dấu ở chung quanh đây xà loại ma thú có được hay không tiêu viêm tiến lên sờ sờ thanh lân đầu nói được rồi tiêu viêm ca ca thanh lân thẹn thùng nói hải ba đông đem hơi thở của ngươi khống chế ở đại đấu sư cảnh giới nhường thanh lân cảm thụ một chút tiêu viêm nhìn lại đối với hải ba đông nói Đúng Hải Ba Đông sau khi nghe xong đem hắn đỉnh cao đấu hoàng khí thế vừa thu lại, đem khí thế áp súc ở đại đấu sư cảnh giới. Thanh Lân, cảm nhận được sao? Nhớ tới cái này năng lượng cường độ, con rắn kia thực lực nên ở cái này hai cái cảnh giới trong lúc đó, để tâm đi cảm thụ một chút. Tiêu viêm khích lệ nói. Được rồi, ta, ta tận lực. Thanh Lân cẩn thận đáp lại nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đến nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Qua một hồi công phu, Thanh Lân mở mắt ra thật không dám xác định chỉ chỉ phương bắc cái hướng kia nói. Cái hướng kia đại khái 50 mét địa phương ta cảm nhận được một luồng nhường ta cảm thấy rất thân thiết khí tức, khí thế cùng vừa lão gia tử gần như. Có điều thật giống ở lòng đất, ta không quá chắc chắn. Qua xem một chút. Tiêu viêm vui mừng cùng hải ba đông liếc mắt nhìn nhau nói. Lão sư nên ngươi ra tay rồi. Tiêu viêm đứng ở thanh lân vừa chỉ vị trí, Âm thầm đối với dược lão nói. Dược lão bàn bạc lực lượng linh hồn từ trong nạp giới tràn ra, bắt đầu hướng về lòng đất kéo dài. Chỉ chốc lát, dược lão đáp lại nói. Nên chính là chỗ này, ta vừa ở phía dưới cảm nhận được dồi dào hệ, hỏa, năng lượng, so với mặt đất còn muốn sinh động. Phía dưới này hẳn là dung nham, đi xuống xem một chút đi. Được rồi, lão sư. Chính là chỗ này, hải ba đông, nên người ra tay rồi tiêu viêm nói ai nhớ ta đường đường một đời băng hoàng dĩ nhiên lưu lạc tới trong sa mạc đào hạt các mức độ hải ba đông một bên dùng đấu khí đánh tung mặt đất một bên âm thầm oán thầm nói oanh 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 theo hải ba đông ra sức oanh kích hạt cát dưới địa tầng bắt đầu chậm rãi xuất hiện một hẹp dài thông đạo dưới lòng đất ta đi xuống trước nói hải ba đông thả người nhảy xuống một bên trượt một bên vung ra hùng hồn đấu khí tiếp tục quanh kích đường nối, tiêu viêm ông thanh lân theo sát phía sau. Lướt qua hẹp dài hành lang, tiêu viêm ba người lạc ở một cái to lớn địa huyệt bên trong. Địa huyệt hỏa hồng dung nham ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, từng tia một yên vụ thỉnh thoảng ở dung nham phía trên bay lên, cuối cùng biến mất không còn tâm hơi. Hô, quả nhiên ở đây. Tiêu viêm vui vẻ nói, hải ba đông cùng thanh lân cũng ở một bên sắc mặt khiếp sợ nhìn dưới lòng đất nơi này kỳ cảnh trước tiên cần phải đem sông đầu hỏa linh xà dẫn ra nhường thanh lân thu phục vì ta dẫn đường tiêu viêm nhìn mặt hồ nghĩ oanh kích mặt hồ hải ba đông tiêu viêm nói vâng hải ba đông vung tay phải lên một đạo mãnh liệt đấu khí chém về phía hồ dung nham diện oanh trên mặt hồ một đạo ao hãm xuất hiện không đủ mấy giây liền lại bị chu vi dung nham cấp tốc lấp kín, mặt hồ lần thứ hai trở về bình tĩnh. Hải ba đông thấy thế nhìn về phía tiêu viêm, không biết này một động tác ý nghĩa là cái gì. Hí hí hí. Lúc này dung nham mặt ngoài bốc lên một con cả người hiện ra hồng quang, phun ra xà tâm, hung ác hai mắt nhìn chầm chầm mặt đất ba người hình trắng ma thú. Hỏa linh xà à, khí tức vẫn là đỉnh cao đại đấu sư, thứ hai đầu cũng rất không mọc ra. Tiêu viêm nhìn phía dưới chính trên mặt hồ không ngừng bơi lội hỏa linh xà lẩm bẩm nói. Chủ nhân, muốn ta ra tay giết đi con ma thú này à? Hải ba đông lên tiếng nói. Không, thanh lân, nên ngươi ra tay đi. Tiêu viêm đối với thanh lân nói. Thấy thanh lân không rõ mà nhìn mình, tiêu viêm cười hít mắt khích lệ nói. Nghiêm túc nhìn chầm chầm con kia hỏa linh xà, đem nó tưởng tượng thành là đồng bọn của ngươi, dùng bên trong cơ thể ngươi huyết mạch đi hô hoáng nó thanh lân ở tiêu viêm cổ vũ dưới, thanh lân thật lòng nhìn chầm chầm phía dưới hỏa linh xà. Chốc lát qua, giữa lúc phía dưới hỏa linh xà mắt thấy trên mặt đất ba nhân loại không có dị động, chuẩn bị lần thứ hai lặn xuống thời gian. Thanh lân sông con ngươi màu bích lục bên trong, ba cái màu xanh lục điểm nhỏ bỗng nhiên đột ngột dũng hiện ra, tiếp theo ba viên điểm nhỏ quay chung quanh con ngươi cao tóc xoay tròn, hình thành ba đóa nụ hoa muốn thả hoa nhỏ. Oanh, một đạo u quan từ thanh lân trong đôi mắt bắn ra bắn trúng hỏa linh xà đầu, giữa lúc hỏa linh xà hung ác chuẩn bị giáng trả thời điểm, hỏa linh xà trên đầu đột nhiên mơ hồ xuất hiện một đóa lục hoa, cuối cùng biến mất. Hỏa linh xà nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt nhu hòa nhìn thanh lân. Nhìn mình thành công khống chế hỏa linh xà thanh lân, nhất thời thở dài một hơi, thoát lực địa ngã vào tiêu viêm trong lòng ngực. Tấu chương xong, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 Dị hỏa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn trước mắt như một mỹ lệ búp bê sứ giống như vậy, rụt trè nhìn mình thanh lân, tiêu viêm cười híp mắt nói. Thanh lân, giúp ca ca một chuyện có được hay không? Ngươi, ngươi nói. Tiểu thanh lân rụt trè nói rằng. Giúp ta đi tìm một đóa hỏa diễm. Tiêu viêm nói. Chủ nhân, nàng thật có thể giúp ngài tìm dị hỏa à? Một bên hải ba đông không hiểu nói. Mặc dù nói nàng không thể trực tiếp tìm tới dị hỏa, thế nhưng nàng có thể có thể tìm tới con rắn kia nha. Tiêu viêm cười thần bí nói. Ê! Hải ba đông đối với tiêu viêm trong miệng thường xuyên bốc lên một ít kỳ quái ngôn luận từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta lên đường đi, tiểu y tiên ngươi lưu lại, trong đại mạc nhiệt độ ngươi có thể không chịu được tiêu viêm đối với hải ba đông cùng tiểu y tiên nói cũng không để ý tới một bên từ lâu thu lên miệng tiểu y tiên bá mạc thành bầu trời một đạo khoác băng đấu khí màu trắng giật cùng một đạo khoác đấu khí màu tím giật cường giả thẳng lượt mà qua thậm chí ngay cả thất truyền đã lâu phi hành đấu kỹ đều có đây là cái nào thần bí gia tộc lớn ra đến rèn luyện dòng chính đệ tử a gia mã đế quốc cảnh nội chưa từng nghe tới a Hải Ba Đông nhìn bên cạnh chính triển khai đấu khí màu tím giật ông ấp thanh lân phi hành tiêu viêm, ám thầm nghĩ. Đi, chúng ta đi trên bản đồ phía đông phương hướng cái kia khả nghi địa điểm, người ở phía trước mới dẫn đường. Tiêu viêm nói. Được, bên này. Nói ba người phương hướng xoay một cái, hướng về phía chân trời bay đi. Hô. Phi. Phi. Này tháp qua nhĩ sa mạc thật không phải là người đợi đến địa phương. Tiêu viêm nôn một cái trong miệng hạt cát, thật chặt dùng đâu bào bọc lại thanh lân nói. Lập tức tới ngay. Hải ba đông lên tiếng nói. Ba người ở đầy trời phong cha triết cúi đầu, bước chân một sâu một thiển địa hướng về trên bản đồ đánh dấu khu vực kia đi đến. Chủ nhân, đại khái ngay ở vị trí này, nơi này khả nghi phạm vi kỳ thực cũng rất lớn, ta xác định không được quá chính xác địa điểm. Hải ba đông dừng bước lại, dẫm dẫm dưới chân khu vực này, đối với tiêu viêm nói hải ba đông hơi có chờ mong nhìn tiêu viêm chờ đợi tiêu viêm có thể sử dụng thần thông nào định vị cái kia dị hỏa địa điểm thanh lân sau đó phải xem ngươi đi tiêu viêm thả xuống thanh lân cười tủng tỉm đối với thanh lân nói hả thanh lân nhíu nhíu đáng yêu hạt dưa khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nói thanh lân ngươi là xà nhân tộc cùng nhân tộc hỗn huyết trời sinh nắm giữ một loại huyết thống bích xà tam hoa đồng có thể ung dung cảm ứng được phụ cận xà loại hơi thở của ma thú Tiêu viêm nói. Thanh lân nghe được tiêu viêm nói ra thân thế của nàng, sợ sệt mà đem ống tay áo đi xuống kéo lôi kéo. Không có chuyện gì, thanh lân, không cần phải sợ. Giúp ta tìm một chút dấu ở chung quanh đây xà loại ma thú có được hay không? Tiêu viêm tiến lên sờ sờ thanh lân đầu nói. Được rồi, tiêu viêm ca ca. Thanh lân thẹn thùng nói. Hải ba đông, đem hơi thở của ngươi khống chế ở đại đấu sư cùng đấu linh cảnh giới, nhường thanh lân cảm thụ một chút. Tiêu viêm nhìn lại đối với hải ba đông nói. Đúng hải ba đông sau khi nghe xong đem hắn đỉnh cao đấu hoàng khí thế vừa thu lại, phân biệt đem khí thế áp súc ở đại đấu sư cùng đấu linh cảnh giới. Thanh lân, cảm nhận được sao? Nhớ tới cái này năng lượng cường độ, con rắn kia thực lực nên ở cái này hai cái cảnh giới trong lúc đó, để tâm đi cảm thụ một chút. Tiêu viêm khích lệ nói. Được rồi, ta, ta tận lực. Thanh Lân cẩn thận đáp lại nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đến nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Qua một hồi công phu, Thanh Lân mở mắt ra thật không dám xác định chỉ chỉ phương bắc cái hướng kia nói. Cái hướng kia đại khái 50 mét địa phương ta cảm nhận được một luồng nhường ta cảm thấy rất thân thiết khí tức, khí thế cùng vừa lão gia tử gần như. Có điều thật giống ở lòng đất, ta không quá chắc chắn. Qua xem một chút tiêu viêm vui mừng cùng hải ba đông liếc mắt nhìn nhau nói lão sư nên ngươi ra tay rồi tiêu viêm đứng ở thanh lân vừa chỉ vị trí âm thầm đối với dược lão nói dược lão bàn bạc lực lượng linh hồn từ trong nạp giới tràn ra bắt đầu hướng về lòng đất kéo dài chỉ chốc lát dược lão đáp lại nói nên chính là chỗ này ta vừa ở phía dưới cảm nhận được dồi dào hệ hỏa năng lượng so với mặt đất còn muốn sinh động phía dưới này hẳn là dung nham, đi xuống xem một chút đi. Được rồi, lão sư. Chính là chỗ này, hải ba đông, nên người ra tay rồi. Tiêu viêm nói. Ai, nhớ ta đường đường một đời băng hoàng, dĩ nhiên lưu lạc tới trong sa mạc đào hạt các mức độ. Hải ba đông một bên dùng đấu khí đánh tung mặt đất, một bên âm thầm oán thầm nói. Oanh, oanh, oanh. Theo hải ba đông ra sức oanh kích, hạt cát dưới địa tầng bắt đầu chậm rãi xuất hiện một hẹp dài thông đạo dưới lòng đất. Ta đi xuống trước. Nói hải ba đông thả người nhảy xuống, một bên trượt một bên vung ra hùng hồn đấu khí tiếp tục quanh kích đường nối, tiêu viêm ông thanh lân theo sát phía sau. Lướt qua hẹp dài hành lang, tiêu viêm ba người lạc ở một cái to lớn địa huyệt bên trong. Địa huyệt hỏa hồng dung nham ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, từng tiêm một yên vụ thỉnh thoảng ở dung nham phía trên bay lên, cuối cùng biến mất không còn tâm hơi. Hô, quả nhiên ở đây. Tiêu viêm vui vẻ nói, hải ba đông cùng thanh lân cũng ở một bên sắc mặt khiếp sợ nhìn dưới lòng đất nơi này kỳ cảnh. Trước tiên cần phải đem sông đầu hỏa linh xà dẫn ra nhường thanh lân thu phục, vì ta dẫn đường. Tiêu viêm nhìn mặt hồ nghĩ. Oanh kích mặt hồ, hải ba đông. Tiêu viêm nói. Vâng. Hải ba đông vung tay phải lên, một đạo mãnh liệt đấu khí chém về phía hồ dung nham diện. Hoành, trên mặt hồ một đạo ao hãm xuất hiện, không đủ mấy giây liền lại bị chu vi dung nham cấp tốc lấp kín, mặt hồ lần thứ hai trở về bình tĩnh. Hải ba đông thấy thế nhìn về phía tiêu viêm, không biết này một động tác ý nghĩa là cái gì. Hí hí hí. Lúc này dung nham mặt ngoài bốc lên một con cả người hiện ra hồng quang, phun ra xà tâm, hung ác hai mắt nhìn chầm chầm mặt đất ba người hình trắng ma thú hỏa linh xà à khí tức vẫn là đỉnh cao đại đấu sư, thứ hai đầu cũng rất không mọc ra. Tiêu viêm nhìn phía dưới chính trên mặt hồ không ngừng bơi lội hỏa linh xà lẩm bẩm nói. Chủ nhân, muốn ta ra tay giết đi con ma thú này à? Hải ba đông lên tiếng nói. Không thanh lân, nên người ra tay đi. Tiêu viêm đối với thanh lân nói. Thấy thanh lân không rõ mà nhìn mình, tiêu viêm cười hít mắt khích lệ nói. Nghiêm túc nhìn chầm chầm con kia hỏa linh xà, đem nó tưởng tượng thành là đồng bọn của ngươi, dùng bên trong cơ thể ngươi huyết mạch đi hô hoáng nó. Thanh lân ở tiêu viêm cổ vũ dưới, thanh lân thật lòng nhìn chầm chầm phía dưới hỏa linh xà. Chốc lát qua, giữa lúc phía dưới hỏa linh xà mắt thấy trên mặt đất ba nhân loại không có dị đồng, chuẩn bị lần thứ hai lặn xuống thời gian. Thanh lân song con ngươi màu bích lục bên trong, ba cái màu xanh lục điểm nhỏ bỗng nhiên đột ngột dũng hiện ra. Tiếp theo ba viên điểm nhỏ quay chung quanh con ngươi cao tóc xoay tròn, hình thành ba đóa nụ hoa muốn thả hoa nhỏ. Oanh, một đạo u quan từ thanh lân trong đôi mắt bắn ra bắn trúng hỏa linh xà đầu, giữa lúc hỏa linh xà hung ác chuẩn bị giáng trả thời điểm, hỏa linh xà trên đầu đột nhiên mơ hồ xuất hiện một đóa lục hoa, cuối cùng biến mất. Hỏa linh xà nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt nhu hòa nhìn thanh lân. Nhìn mình thành công khống chế hỏa linh xà thanh lân, nhất thời thở dài một hơi, thoát lực địa ngã vào tiêu viêm trong lòng ngực. Tấu chương xong ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Nuốt chững Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đến, Thanh Lân, ăn cái này hồi khí đan, quả nhiên hiện nay đối với ngươi mà nói, vận dụng bích xà tam hoa đồng gánh nặng vẫn là quá lớn. Tiêu viêm tiếp nhận muốn hôn mê Thanh Lân, cho Thanh Lân ăn vào một viên hồi khí đan. Thanh Lân, ngươi nhường hỏa linh xà mang ta đi dị hỏa nơi đó tiêu viêm đối với nghỉ ngơi một hồi thanh lân nói nó nói nhường ngươi theo nó ở đây phía dưới rất sâu địa phương nó bình thường cũng không dám áp quá gần thanh lân nhắm mắt trầm thần nữa khắc sau đối với tiêu viêm nói vậy ta xuống thanh lân ngươi bé ngoan cùng hải ba đông màng theo nơi này chờ ta tiêu viêm nói nhưng là chuyện này thanh lân sợ sệt địa nhìn một chút phía dưới chính đang lăn lộn dung nham lão sư cốt linh lãnh hỏa, tiêu viêm ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Rào, từng đạo từng đạo màu thương bạch hư huyễn hỏa diễm từ tiêu viêm thân thể chung quanh tràn ra, bao bọc tiêu viêm hình thành một trong suốt chùm sáng, tiếp theo tiêu viêm nhảy xuống. Cẩn thận, thanh lân nhìn cái này nguy hiểm động tác kinh hô. Hải ba đông cũng triển khai đấu khí hai cánh thật chặt nhìn chầm chầm, dự định tình huống một có biến liền xuống đi cứu tiêu viêm tới. Phốc, hỏa linh xà nghiêng đầu kỳ quái nhìn một chút, rơi vào bên cạnh mình cái này cả người bao bọc thương bạch sắc hỏa diễm nhân loại. Chỉ là chủ nhân bàn giao chính mình dẫn hắn đi chỗ đó đóa khủng bố hỏa diễm nơi đó, không thể không đi. Hỏa linh xà trong ánh mắt biểu lộ ra khá là nhân tính hóa địa nghĩ tất cả những thứ này, tiếp theo đầu uống một cái liền lẻn vào trong nham tương. Tiêu viêm nhìn vội vàng khoác dị hỏa vòng bảo vệ đi theo hỏa linh xà mặt sau, theo lặng xuống dung nha mạch nước ngầm bên trong hỏa linh xà động tác biểu lộ ra khá là linh hoạt ở trong đó bơi lội chỉ là tốc độ cũng không phải nhanh còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tiêu viêm chết tiệt cho dù có lão sư trợ giúp chúng ta cũng sống ở phía dưới không được bao lâu tiêu viêm rõ ràng địa cảm giác theo tiến độ tăng cường chu vi áp lực cùng nhiệt độ cũng ở mức độ lớn mà tăng lên viêm tiểu tử nhanh theo sau chúng ta phải nắm chặt dược lão lúc này cũng lên tiếng nói ở không biết đi xuống lặng xuống bao lâu, tiêu viêm còn ở cắn răng kiên trì thời điểm. Đột nhiên phát hiện ở phía trước dẫn đường hỏa linh xà nghe đi, còn rất có sợ hãi nhìn cách đó không xa. Hả, đây là đã đến sau, tiêu viêm ngẩng đầu nhìn nói. Tiêu viêm vui mừng phát hiện cách đó không xa một mảnh dung nham trung ương, một tỏa ra hào quang màu xanh hoa sen chính đang ống ánh tỏa ra. Thanh liên địa tâm hỏa, tiêu viêm liếm liếm chính mình môi khô khốc, từ trong miệng phun ra một cái tên viêm tiểu tử, nhanh, đừng lo lắng, chúng ta qua xem một chút, dược lão vội vàng nói. Tiêu viêm cười ha ha, song chân vừa đạp, và tóc địa bơi tới. Tiêu viêm khá cao cái kia màu xanh hoa sen vừa nhìn, phát hiện hoa sen trung ương một đóa xem ra yêu diễm cực kỳ ngọn lửa màu xanh, chính đang lẳng lặng địa trôi nổi. Ngọn lửa này xem ra người hiền lành, chỉ là xem lâu tựa hồ muốn đem người con mắt đều hút vào đi giống như rốt cuộc tìm được ngươi, tiêu viêm nhìn hoa sen trên hỏa diễm ha hả nói. Mau chóng thu lấy dị hỏa, nơi này lâu thêm một khắc đều rất nguy hiểm, dược lão nhắc nhở. Tiêu viêm động tác nhanh nhẹn địa từ trong nạp giới lấy ra một cái son ngọc thước, cẩn thận từng ly từng tí một chặt đứt cuốn quanh ở nhị sen rễ cây trên mười mấy cây sợi rễ. Lão sư, chúng ta đi thôi, tiêu viêm nâng lên nhị sen nói. Đi tiếp theo một người một xà nhanh chóng hướng lên trên bơi đi địa huyệt trên đất trống, hải ba đông sắc mặt sốt sắn mà nhìn không có động tĩnh gì hồ dung nham diện. Chết tiệt, hắn sẽ không chết đi, hắn đáp ứng ta luyện chế đột phá đấu tông đang dược còn không cho ta đây. Đến rồi, giữa lúc hải ba đông lo lắng thời khắc, thanh lân đột nhiên lên tiếng nói. Phóc bình tĩnh trên mặt hồ bốc lên tiêu viêm cùng hỏa linh xà bóng người. Tiêu viêm hướng về trên bờ hai người cười cợt, tiếp theo một người một xà nhảy lên mặt đất. Ta thành công. Tiêu viêm nâng lên nhị sen nói. Lại thật sự thành công, từ cái kia dung nham nơi sâu xa. Hải ba đông lẩm bẩm nói. Thanh lân cũng lộ ra đáng yêu khuôn mặt tươi cười, lúc này đi theo tiêu viêm mặt sau hỏa linh xà chen chút tới, bơi tới thanh lân bên người. Hí hí hí. Chiều cao ba, bốn trượng hỏa linh xà, kéo thân thể vây quanh thanh lân bơi qua bơi lại. Thanh lân thân thiết lại mang theo một chút sợ hãi đưa tay ra, thăm dò tính địa sờ sờ hỏa linh xà đầu. Khi chiếm được hỏa linh xà khẳng định đáp lại sau, một người một xà liền bắt đầu dùng không muốn người biết thần bí phương thức giao lưu lên. Nếu dị hỏa chúng ta đã bắt được, chúng ta đi thôi. Tiêu viêm đối với hai người nói. Nhưng là, tiêu viêm ca ca, tiểu thanh làm sao bây giờ? Thanh lân vội vàng nói. Được rồi, như thế ngắn công phu thanh lân đã cho hỏa linh xà lên đến một cái tên, thế nhưng hỏa linh xà vẫy rõ ràng là màu đỏ sẫm nha. Đồng thời mang đi. Tiêu viêm nhìn thanh lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng biểu hiện, có chút buồn cười nói. Cảm ơn tiêu viêm ca ca. Ba người một thú ra dưới nền đất, sau đó đóng kín đường nối. Tiêu viêm nâng nhị sen nói. Thanh lân ngươi theo ta, Hãy ba đông ngươi mang tới con rắn kia. Nói tiêu viêm ông lấy thanh lân triển khai tử vân dực phóng lên trời, lưu lại hải ba đông cùng hỏa linh xà đối lập không nói gì. Ta lại muốn mang tới này con ngu xà, trên không trung chơi xà a. À? Hải ba đông ở các bên trong ngổn ngang. Hí hí hí. Hỏa linh xà. Ngươi cho ta thành thật một chút, nói hải ba đông nắm lên hỏa linh xà triển khai đấu khí dực, hướng về tiêu viêm đuổi tới. T, T, T. Cổ đồ, địa đồ phô hậu viện, bên trong gian phòng. Tiêu viêm cùng dược lão ngồi đối diện nhau, trung gian thả ở một cái phóng thích hào quang màu xanh nhị sen. Lão sư, ta cái thứ nhất dị hỏa cuối cùng cũng đến tay tiêu viêm thở dài nói. a, à, cũng là ngươi sư tập tình báo chuẩn xác cùng trước đó chuẩn bị đầy đủ. Dược lão cười híp mắt nói. Có điều dùng dị hỏa cần thiết ba món đồ, huyết liên đan, băng linh hàng tuyền, nạp linh. Nạp linh ta chỗ này có, luyện chế huyết liên đan vật liệu chúng ta cũng đã thu thập được hiện nay, chúng ta còn thiếu một phần băng linh hàng tuyền. Băng linh hàng tuyền có thể làm một loại thiên tài địa bảo, có thể ở ngươi dùng dị hỏa thời điểm, phóng thích lượng lớn băng hệ năng lượng giúp ngươi cách ly dị hỏa nhiệt độ cao thương tổn. Nó phi thường trọng yếu, cần phải nhanh một chút đi tìm. Dược lão nói. Băng linh hàng tuyền. Hiện tại đi bên trong đế quốc lục hắc nham thành, đi đàn vương cổ hà ca ca cổ đặc cũng không kịp. Hơn nữa vào lúc này cổ đặc có hay không đã thu gom băng linh hàng tuyền còn không xác định, chỉ có thể xin nhờ hải ba đông đi tìm. Tiêu viêm thầm nói. Được rồi, lão sư. Ta sẽ xin nhờ hải ba đông đi tìm, là một người đấu hoàng, hắn năng lượng cũng không nhỏ. Tiêu viêm nói. Hải ba đông, ta muốn ngươi đi giúp ta tìm một phần thiên tài địa bảo, băng linh hàng tuyền. Tiêu viêm gọi hải ba đông nói. Băng linh hàng tuyền này không phải là cái gì thông thường đồ vật, ta lập tức đi làm. Hải Ba Đông đáp lời nói. Ngày thứ ba buổi trưa, bên trong gian phòng tiêu viêm lấy ra hắn dược đỉnh, chuẩn bị luyện chế huyết liên đan. Tiêu viêm nhẹ nhàng vỗ một cái dược đỉnh, bên trong dược đỉnh một đạo tử hỏa sinh động địa bay lên. Nửa khắc sau, tiêu viêm đem huyết liên tinh ném tiếng vào. Đúng, chính là như vậy, sau đó để vào băng diễm linh thảo ngồi ở một bên dược lão chỉ điểm tấu chương xong, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Thanh liên địa tâm hỏa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dược lão nhẹ nhàng vỗ một cái hắc ma đỉnh, bên trong dược đỉnh một đạo màu trắng bệt hư huyễn hỏa diễm sinh động địa bay lên. Một lát sau, dược lão đem huyết liên tinh ném tiếng vào tiếp theo là băng diễm linh thảo, cấp 4 băng hệ ma thú ma hạch. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Xong rồi. Chỉ thấy dược lão đem một viên to bằng lông nhãn, giật tỏa ra đang thơm tròn trịa đang dược trang đến son trong bình ngọc nói. Dược lão tiện tay cầm trong tay bình ngọc ném cho tiêu viêm nói. Nhìn phẩm chất làm sao? Tiêu viêm tiếp nhận bình ngọc định thần nhìn lại, đang dược trên ba đạo đang văn như ẩn như hiện, tiêu viêm đang muốn đánh giá bang 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 ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa chủ nhân băng linh hàng tuyền tìm tới hải ba đông ngoài cửa đi ra hải ba đông thanh âm nói nhanh như vậy tiêu viêm cùng dược lão vui mừng liếc mắt nhìn nhau nói tiêu viêm mở cửa nhìn hải ba đông nói băng linh hàng tuyền đã tìm tới đúng chủ nhân hải ba đông đem mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt hàng khí trắng như tuyết bình ngọc đưa cho tiêu viêm Tiêu viêm tiếp nhận bình ngọc, xúc tu lạnh lẽo thấu xương, vận chuyển lên trong cơ thể tử hỏa lúc nãy dễ chịu một ít. Mở ra bình ngọc vừa nhìn, trong bình ngọc lượng lờ khói thuốc, từng tầng từng tầng thể lưu trạng nát băng hạ xuống đáy bình. Quả nhiên là băng linh hàng tuyền, này băng linh hàng tuyền ngươi đến từ đâu? Hải ba đông tiêu viêm lên tiếng dò hỏi. Băng linh hàng tuyền ta là tìm khắp cả toàn thành đều không có tìm được, nếu không là mạc thành ở vào tháp qua nhĩ đại sa mạc tích ngoài rìa, là một tòa mậu dịch thành thị. Nơi này có xưa nay đại lục các nơi mậu dịch thương nhân, cũng là rất nhiều thiên tài địa bảo hội tụ nơi. Cuối cùng vẫn là Mạc Thành thành chủ nghe nói ta đang tìm kiếm băng linh hàng tuyền, sở dĩ chủ động đem ở 20 năm trước bỏ ra đại đánh đổi từ đại lục mậu dịch thương nhân nơi đó trao đổi đến băng linh hàng tuyền không trả giá tặng ta. Hải ba đông dương dương đắc ý nói. Ha ha, này ngược lại là khổ cực ngươi tiêu viêm cười dài mà nói nhìn theo hải ba đông rời đi, dược lão ở trong nạp giới lên tiếng nói. Nếu nuốt chứng dị hỏa vật cần thiết cũng đã tập hợp đủ, cái kia hai ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái đi. Trong đầu cái kia huyền không quan trọng lắm banh, hai ngày sau chúng ta lại nuốt chứng dị hỏa. Được rồi, lão sư. Tiêu viêm nói. Tiêu viêm mở cửa, nhìn giữa bầu trời chiếu vào trong phòng một chỗ ánh mặt trời, chỉ cảm thấy tâm tình chưa bao giờ có tươi đẹp như vậy tiêu viêm ca ca, tiêu viêm ca ca. Chính đang tiêu viêm duỗi người, hoạt động lên gân cốt thời điểm, ngoài sân truyền đến hai đạo giòn tan lô ly âm. Tiêu viêm đưa mắt nhìn tới nhìn muốn chính mình nhảy nhảy nhóc nhóc mà đến hai con tiểu lô ly, cười nói. Hóa ra là tiểu y tiên cùng thanh lân nha. Tiêu viêm nhìn cách đó không xa tiểu y tiên cùng thanh lân hai người, hơi xuất thần. Có thể hai người ở khí chất trên đều có chút nhu nhược, làm người thương yêu tiếc thế nhưng nhỏ bé chỗ vẫn có khác nhau tiểu y tiên là ngoại nhu nội cương yếu ớt bề ngoài ẩn giấu đi một viên mạnh mẽ nội tâm mà thanh lân bởi thân thế của nàng vấn đề từ nhỏ bị được bắt nạt cùng khinh thường vì lẽ đó tính tình của nàng đúng là thật sự nhu nhược càng thêm cần người quan tâm cùng bảo vệ tiểu y tiên ta nhường ngươi mang theo thanh lân mùi mùi chơi có hay không bắt nạt thanh lân mùi mùi nhỉ tiêu viêm tiếp nhận hai con hướng hắn nhào tới tiểu lô ly sờ sờ tiểu y tiên đầu nói. Tiểu y tiên còn chưa trả lời, một bên thanh lân đã sớm trướng đỏ mặt nhúc nhát phủ nhận nói. Không, không có, tiểu y tiên tỷ tỷ không có bắt nạt ta. Hừ, xấu ca ca, cũng không biết theo chúng ta chơi, liền biết khó chịu ở trong phòng hoặc là chính là bay ở trên trời đến bay đi. Tiểu y tiên ông tiêu viêm eo oán giận nói. Ha ha, ta này không phải đến rồi mà. Đi, chúng ta đi tiền viện nhìn hải ba đông ông lão kia đang làm gì thế đi tiêu viêm một tay ông lấy một con tiểu lô ly vai hướng về tiền viện đi đến tiêu viêm ba người đi tới tiền viện phát hiện hải ba đông lại còn ở giống như trước như thế nằm nhoại trên quầy yên tĩnh vẽ ra địa đồ tiêu viêm yên lặng cười một tiếng nói hải ba đông bây giờ ngươi đã phá phong trở lại đấu hoàn cảnh giới tại sao còn ở vẽ bản đồ chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này mạc thành bảo vệ này, cổ đồ, vẽ cả đời địa đồ hay sao? Hải Ba Đông đúng là sắc mặt bình tĩnh dừng lại bút, ngẩng đầu lên nhìn tiêu viêm nói. Nói đến chủ nhân ngài khả năng không tin, ở ta 20 tuổi tiếp nhận đặc mệ nhĩ gia tộc trước, lý tưởng của ta vẫn là làm một tên có thể trắc hội hòa sĩ tới. Vì lẽ đó băng hoàng Hải Ba Đông nghề nghiệp bí ẩn kỳ thực là một tên sẽ vẽ bản đồ hòa sĩ. Không đúng, này nhất định là ta mở ra đấu phá phương thức không đúng, Tiêu viêm ở mê mang mấy giây sau, cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hắn ngày hôm nay đáp ứng rồi hai con tiểu lô đi cuốn phường thị. Hải ba đông thấy thế lại cúi đầu, tiếp tục yên tĩnh vẽ ra hắn địa đồ. Rồng đã đi dạo xung quanh hai ngày tiêu viêm, rốt cục đem chính mình tâm thái điều chỉnh đến hoàn toàn thả lỏng trạng thái. Sau giờ ngọ, trong nhà một chỗ trống trải mặt đất, tiêu viêm, dược lão hai người ngồi đối diện nhau. Viêm tiểu tử, chúng ta bắt đầu đi. Dược lão lên tiếng nói, lập tức dược lão từ trong nạp giới lấy ra chứa huyết liên đan song bình ngọc, cùng với nội bộ là băng linh hàng tuyền mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt hàng khí trắng như tuyết bình ngọc. Cuối cùng dược lão từ đầu ngón tay bắn ra một đạo hào quang màu xám, rơi trên mặt đất hóa thành to bằng ngón cái màu xám tảng đá, nạp linh. Này là được nạp linh à, thực sự là thần kỳ tạo vật, một nho nhỏ màu xám đồ vật lại có thể ở người trong cơ thể mở ra một chỗ chứa đựng dị hỏa thần bí không gian. Tiêu viêm nhìn khối này mặt ngoài hiện ra u quang màu xám tảng đá lẩm bẩm nói. Gỡ xuống thanh liên địa tâm hỏa, dược lão đem màu xanh nhị sen phóng tới tiêu viêm trước người nói. Từng. Tiêu viêm nghiêm túc một chút đầu. Tiêu viêm tay nâng nhị sen, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nhị sen trên cái kia đóa chính đang yên tĩnh thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lấy xuống. Hồ tiêu viêm nho nhỏ thở ra một hơi. Ăn vào huyết liên đan, lấy ra này thanh liên địa tâm hỏa trung ương hỏa chủng. Dược lão xuất hiện bình tĩnh chỉ huy. Tiêu viêm đổ ra son trong bình ngọc đang thơm phân tán tròn trịa huyết liên đan, một cái nuốt vào. Đang dược vừa vào khẩu, huyết liên đan ngay ở tiêu viêm trong thân thể hòa tan ra, hóa thành tinh khiết năng lượng phân tán đến tiêu viêm thân thể các nơi, khuếch tán đến tiêu viêm thể khung xương cùng kinh mạch cùng với da dẻ mặt ngoại, ở khung xương, kinh mạch cùng da dẻ mặt ngoài thể hiện ra ngoài làm từng tầng từng tầng huyết và đem nghiêm mật gói lại. Tiêu viêm cúi đầu giơ hai tay lên nhìn một chút đã biến thành màu máu quái nhân chính mình, tự dẫu nở nụ cười. Tiếp theo không do dự nữa, đối với trước mặt mình chính đang tùy ý thiêu đốt chính mình thanh liên địa tâm hỏa trung ương thẳng trảo mà đi. Hoành thanh liên địa tâm hỏa ở bên ngoài lực mãnh liệt dưới sự kích thích, bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng, tia lửa văng gấp nơi linh tinh hỏa diễm không ngừng nhìn thấy tiêu viêm trên người. Phốc thử, phốc thử, đơn giản đều bị huyết liên đang kết thành huyết già chặn lại rồi. Dược lão thân thể bốc lên một đoàn xâm bạch hỏa diễm đem chính mình bao bọc, cách ly thanh liên địa tâm hỏa phun tung tóe hỏa tinh, tiếp theo dược lão một đạo hùng hồn năng lượng tiết ra ngoài mà ra, vần quanh hai người, triệt để bao bọc, đem hai người cùng ngoại giới không gian triệt để phân cách ra. Tấu chương xong, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 Tháp qua nhĩ đại sa mạc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Theo tiêu viêm cánh tay đối với thanh liên địa tâm hỏa địa không ngừng thâm nhập, tiêu viêm phát hiện mình thừa nhận nhiệt độ cùng áp lực cũng càng ngày càng cao, đến cuối cùng nửa bước khó tiến vào. Đi ra cho ta a à, đồ vô lại. Đều còn chưa bắt đầu nuốt chững, ta làm sao có khả năng liền thua ở lấy ra hỏa chủng bước đi này à tiêu viêm ra sức một trảo rốt cục đem tàn ở trung ương hỏa chủng bắt được đi ra xem trong tay đoạn kia to bằng nắm tay cũng đang không ngừng nhảy lên bốc lên hỏa chủng tiêu viêm chung quy vẫn là lộ ra thỏa mãn ý cười sau đó tiếp nhận dược lão đưa tới băng linh hàng tuyền cấp tốc ăn vào nhất thời cảm giác một luồng hàng băng thấu xương cảm giác mát mẻ từ trong miệng hướng về thân thể tứ chi lan tràn ra tiêu viêm tàn nhẫn địa liếc mắt nhìn trong tay sáng sủa hỏa chủng một cái nuốt vào bá hỏa chủng vừa vào cổ tiêu viêm liền cảm giác hỏa chủng hóa thành từng tia một hỏa diễm dòng suối bắt đầu bốc cháy lên hắn cả người may mà trước đó dùng huyết liên đang cùng băng linh hàng tuyền biến thành làm hai tầng dày đặc năng lượng cách tầng bảo vệ tiêu viêm mềm mại bộ phận nhưng tiêu viêm còn duy trì tỉnh táo dù là như vậy này thấu xương đau đớn cũng làm cho tiêu viêm hầu như hôn mê hưng từ trước đến giờ ý chí lực thập phần kiên định tiêu viêm đối mặt này dị hỏa tập kích cũng không khỏi phát sinh từng tiếng kêu trên điều này cũng làm cho một bên dược lão lo lắng đến nhíu mày viêm tiểu tử ngươi nhưng là ta dược trần đệ tử nhất định chịu đựng a à, chịu đựng này một lần phía trước chính là trời cao biển rộng ở dị hỏa đốt cháy dưới cơn đau vạn phần tiêu viêm lúc này cũng miễn cưỡng lên tinh thần bắt đầu dùng lực lượng linh hồn dẫn dắt chui vào các vị trí cơ thể thanh liên địa tâm hỏa hướng về phần quyết ghi chép công pháp vận hành lộ tuyến chảy tới. Làm sao trong cơ thể dị hỏa phi thường linh hoạt hiếu động, tiêu viêm dẫn dắt nhưng gây nên bọn họ trốn đàn hồi, này hơi động liền để tiêu viêm các vị trí cơ thể thương thế lại tăng lên lên. Phốc thử, tiêu viêm da dẻ tầng ngoài máu tươi không ngừng được hướng ra phía ngoài lưu, trong nháy mắt liền đem tiêu viêm nhuộm thành một người toàn máu. Một bên dược lão lúc này cũng đem hồi xuân tán, ngừng huyết tán, phục thương đang một ít đang dược chữa thương, thuốc bột không cần tiền như đến hướng tiêu viêm trên người vung, bôi lên. Dược lão động tác nhất thời nhường tiêu viêm cảm giác được các vị trí cơ thể truyền đến mát mẻ ôn hòa, có điều tiêu viêm lúc này không kịp chú ý những này, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong cơ thể những kia nghịch ngợm mà vừa nguy hiểm hỏa diễm dòng suối trên. Một lần, hai lần, ba lần. Ở tiêu viêm không ngừng nỗ lực, rốt cục có một tia hỏa diễm dòng suối bị dẫn dắt đến phần quyết vận hành lộ tuyến bên trong đi tiêu viêm mau mau định thần nỗ lực để tâm thần dẫn dắt này một tiểu tia hỏa diễm hoàn thành một lần chu thiên vận chuyển theo chu thiên vận chuyển số lần tăng cường ẩn giấu ở tiêu viêm các vị trí cơ thể ngọn lửa màu xanh dòng suối cũng bị hấp dẫn đến chu thiên vận chuyển bên trong ngọn lửa màu xanh này dòng suối hội tụ đến đồng thời hình thành mênh mông cuồn cuộn màu xanh lưu tương sông lớn ở trong kinh mạch chạy tròn, rốt cục đem bên trong thân thể tàn dư hỏa chủng thu nạp sạch sẽ tiêu viêm lần thứ nhất lộ ra một nụ cười cảm thấy mình đã thắng lợi hoàn thành bước thứ nhất tiêu viêm, lập tức một cái làm khí mà đem lúc này bên trong kinh mạch đã mênh mông cùng cùng ngọn lửa màu xanh dòng sông dẫn dắt hướng về phía xoay quanh đấu khí màu tím nhạt dịch luồng khí xoáy. Vừa mới vào vào, trong nháy mắt liền nhiễm thanh nguyên bản đấu khí màu tím nhạt luồng khí xoáy, tiêu viêm tiếp tục kiên trì dẫn dắt, đem ngọn lửa màu xanh này dòng sông hoàn toàn địa chuyển hóa, dung nhập vào chính mình đấu khí luồng khí xoáy bên trong đi. Mà theo tiêu viêm dẫn dắt, tiêu viêm khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, từ một sao đấu sư đến hai sao đấu sư, ba sao. Cuối cùng ở lại bảy sao đấu sư cảnh giới. Mà lúc này dược lão cũng nhìn đúng thời cơ, đem nạp linh công ngón tay búng một cái, hòa vào tiêu viêm trong cơ thể. Nạp linh cuối cùng ở tiêu viêm luồng khí xoáy bên trong hóa thành một chỗ xám trắng thần bí không gian, tiêu viêm thấy thời cơ đã thành thục, đem chính xoay quanh ở luồng khí xoáy phụ cận hỏa chủng đột nhiên đẩy một cái, đưa đến nạp linh biến thành xám trắng bên trong không gian rốt cục đại công cáo thành tiêu viêm cuối cùng cũng rất lớn thở phào một cái lúc này mới nhận ra được cảnh giới của chính mình đột phá khẽ mỉm cười tiêu viêm dự định thừa dịp chính mình cường vận thời gian lại đem phần quyết công pháp cho tiến hóa dưới hoàng giai cao cấp công pháp phần quyết đối với hiện nay tiêu viêm tới nói là còn xa mới đủ dùng dược lão phát hiện tiêu viêm động tác linh hồn lực tìm tòi Nhất thời phát hiện tiêu viêm mục đích. Thực sự là một lòng tham tiểu tử A. À. Này chờ đợi rộng đã đợi được ngày thứ hai sáng sớm. Hô hoàn thành phần quyết chuyển hóa tiêu viêm rốt cục tỉnh lại. Chuyển hóa thành công sao? Vừa tỉnh lại tiêu viêm, liền đón nhận một đôi cười mục. Lão sư, thành công, huyền giai cao cấp. Tiêu viêm nhẹ giọng cười một tiếng nói. À, không sai, huyền giai cao cấp chí ít ở ngươi đột phá đấu vương cảnh giới trước, không cần lại lo lắng công pháp của ngươi theo không kịp tu vi của ngươi. Dược lão hài lòng nói. Nhưng ta nhìn ngươi một chút thanh liên địa tâm hỏa, dược lão nói. Tiêu viêm lập tức đưa tay ra, rào, một đóa chính đang yên tĩnh thiêu đốt ngọn lửa màu xanh hoa sen ở tiêu viêm trong tay trôi nổi. Từng, ngươi loại thứ nhất bản nguyên dị hỏa cuối cùng cũng đến tay. Cố gắng lên. Viêm tiểu tử, sư phụ tin tưởng ngươi cuối cùng sẽ trở thành cái kia khiếp sợ đấu khí đại lục cường giả đi thôi cho bên ngoài hai cái tiểu nha đầu báo cái bình an sư phụ đi nghỉ ngơi dược lão cổ vũ một tiếng tiêu viêm lập tức chui vào trong nạp giới này một ngày một đêm xác thực đem hắn bộ xương già này dằn vặt quá chừng lão sư ta hiểu rồi tiêu viêm nhẹ giọng nói tiêu viêm nhìn theo dược lão trở lại nạp giới sau đó đứng dậy nhìn một chút mình và dược lão vị trí một mảnh lãnh địa đã thành một vùng đất cằn cỗi, không hề có một tiếng động cười cười nói, cũng thật là tàn tạ a. À. Hồ Tiêu Viêm mở ra cửa viện, đi ra ngoài, tiểu y tiên, thanh lân. nói như vậy, chủ nhân ngài đã thu phục thanh liên địa tâm hỏa. nghe tiếng mà đến hải ba đông sắc mặt quái lạ, đối với đang bị hai con tiểu lô ly cuốn quýt lấy Tiêu Viêm nói. đương nhiên. Tiêu Viêm nhàn nhạt yêu nghiệt a à, nguy hiểm như vậy dị hỏa nói thu phục liền thu phục tu vi của hắn thật giống cũng đột phá đều bảy sao đấu sư năm đó ta đột phá cũng không có nhanh như vậy đi ta gần nhất lá mặt lá trái không chính là vì có thể tìm cơ hội chạy trốn à dựa theo tiểu tử này tốc độ tu luyện lẽ nào ta thật sự nên vì hắn hiệu lực chung thân à hải ba đông khổ rồi địa liên tưởng tất cả tiêu viêm đúng là không nghĩ tới trước mặt hải ba đông sẽ muốn nhiều như vậy cũng cũng không để ý hải ba đông đang suy nghĩ gì tiếp tục đùa yêu thích thẹn thùng thanh lân người chủ nhân kia chúng ta bước kế tiếp là rời đi mạc thành à hải ba đông nói nói đến từ một năm trước ở tháp qua nhĩ đại sa mạc bị mỹ đổ toa nữ vương mang theo xà nhân tộc cường giả vây công cũng phong ấn bắt đầu để đô đặt mễ nhĩ gia tộc hắn liền không trở lại qua để đô một ít lão hữu hắn cũng thật là nhớ nhung trở về không ta dự định thâm nhập tháp qua nhĩ đại sa mạc. Mượn nơi này sinh động thuộc tính hỏa năng lượng cố gắng tu luyện một hồi ta thuộc tính hỏa công pháp, cũng rèn luyện một hồi ta đấu kỹ. Tiêu viêm nói. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26. Chết. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thâm nhập tháp qua nhĩ đại sa mạc. Chủ nhân, vậy ngươi tuyệt đối không nên hướng tây bộ đi nơi đó là mỹ đổ toa nữ vương cùng xà nhân bộ tộc địa bàn đặc biệt là cái kia mỹ đổ toa nữ vương phi thường vướng tay chân chính là thuộc hạ cũng từng bị nàng đánh bại hải ba đông nói mỹ đổ toa nữ vương à tiêu viêm trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một đạo mê hoặc chúng sinh yêu diễm bóng người ta sẽ đi tìm nàng có điều không phải hiện tại tiêu viêm nhíu mày nói lại vẫn dự định chủ động trêu chọc cái kia khủng bố mụ điên. Hải Ba Đông đều sắp điên rồi. Tháp qua nhĩ đại sa mạc, bảo các bên trong, một bóng người ở trong đó như ẩn như hiện. Tiêu viêm trên người, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một chỗ các vạn dốc cao trên, dưới thân là một màu xanh nhị sen. Đón liệt nhật, tiêu viêm hai tay kết thành một thần bí thủ ấn, lòng ngực hơi chập trùng, mỗi lần hít thở trong lúc đó đều có kết cấu. Một bên dược lão đột nhiên hiện lên lộ ra một tia cười xấu xa, dược lão trong tay cầm một song bình ngọc, đem từng tia một đỏ như máu chất lỏng ngã vào tiêu viêm lồng ngực cùng trên lưng. Ha ha, là thời điểm cho ngươi thêm điểm lưu. Hừm, tiêu viêm đau trên lên một tiếng, bởi vì hắn chỉ cảm thấy này mát mẻ chất lỏng ngã vào trên người mình sau, chính mình quay về trong không khí tự do thuộc tính hỏa năng lượng hấp thu lại tăng nhanh mấy lần. Vốn là này sa mạc mặt đất thuộc tính hỏa năng lượng liền dị thường sinh động, chính mình lại ngồi ở thanh liên địa tâm hỏa nhì sen trên lần này triệt để có chút không chịu nổi biết là dược lão đang làm quái tiêu viêm vẫn chưa tỉnh lại trái lại nhắm mắt trầm thần nỗ lực vận chuyển lên công pháp đến bởi vì hắn biết nếu như đem những năng lượng này đều hấp thu đối với công pháp của hắn tu luyện có lợi ích to lớn thời gian tiếp cận chạng vạn theo thái dương từ từ hạ xuống tháp qua nhĩ đại sa mạc từ từ trở nên yên tĩnh lên cảm giác tu luyện hiệu quả đang yếu bớt tiêu viêm cũng kết thúc hôm nay tu luyện bài tập làm sao trôi nổi ở một bên dược lão thả tay xuống bên trong quyển sách cười hỏi này hơn nửa tháng sa mạc khổ tu quả nhiên là làm ta được ích lợi không nhỏ ta cảm thấy ta hiện tại bởi quãng thời gian trước hấp thu thanh liên địa tâm hỏa cho ta mang đến cảnh giới nhanh chóng đột phá mang đến phù phiếm cảm giác đã hoàn toàn biến mất bất cứ lúc nào có thể đột phá bảy sao đấu sư cảnh giới tiêu viêm hài lòng nắm tay nói trước tiên không vội đột phá lại lắng động lắng động dược lão nói vâng lão sư ồ lão sư những này là tiêu viêm lúc này mới chú ý đạo thân thể của chính mình chu vi nằm một vòng một ít trong sa mạc đặc hữu ma thú thậm chí ngay cả tam giai báo văn thạch sùng thằng lặng đều có hai con ngươi cho rằng ngươi lúc tu luyện vẫn là bình an vô sự a à, không sư phụ bảo vệ ngươi sớm đã bị những ma thú này cho nuốt Sa mạc ma thú có thể so với ma thú sơn mạch muốn giảo hoạt hơn nhiều, không cẩn thận sẽ bị nuốt liền không còn sót cả xương. Dược lão thất thanh cười nói. Ha ha, tiêu viêm lúng túng nở nụ cười. Ngày mai bắt đầu, ngươi rồi cùng trong sa mạc những ma thú này tự mình đọ sức một trận đi, mài dũ một hồi chính mình đấu kỹ. Dược lão đề nghị. Vâng, lão sư. Trận bảo. Dưới mặt trời chói chang, tiêu viêm một dược bước lên chọn, Liền đem một cái ma thú cấp hai sa mạc trắng đuôi chung một kiếm bổ tới đầu, giữ lại một cái trọc lóc thân rắn ở hoàng cha truyết co giật. Giữa lúc tiêu viêm đắc ý thời khắc, dược lão đột nhiên phi thân mà xuất đạo. Viêm tiểu tử, không đúng, trong không khí phong hệ năng lượng đột nhiên ở không bình thường địa tụ tập, ngươi tựa hồ có phiền phức. Dược lão thanh âm chưa dứt, xa xa phía chân trời bên trong một xuyên thẳng phía chân trời màu đen phong trụ chính đang hướng về phương hướng này di chuyển nhanh chóng mà tới. Tiêu viêm trợn mắt ngoác mồm địa nhìn phía xa cái kia quái vật khổng lồ lẩm bẩm nói. Đáng chết, lốc xoáy ga da bạo. Tiêu viêm xoay người đang chuẩn bị mở ra tử vân dực, lại bị dược lão một đạo kình khí quật ở trên cánh tay. Vào lúc này còn hướng về trên trời bay, hiềm chết không đủ nhanh a. À. Dược lão đều bị nhanh chính mình ngốc đồ đệ cho ngu khóc. Đi mau, đi tay một bên chạy. Dược lão nói rằng phi thân trốn trong nạp giới. Ê! tiêu viêm lúng túng sờ sờ mũi lập tức hai chân vận lên đấu khí hướng về tây phương bắn ra mà đi không biết qua bao lâu bảo cát rốt cục dần dần biến mất rồi tiêu viêm đem toàn thân mình đều bao bọc ở bên trong hát bào cúi đầu bước chân một sâu một thiển địa cố gắng hướng về phương xa đi đến hô bảo cát rốt cục qua đáng chết trong nạp giới mang nước cũng đều uống xong đến tìm cái nguồn nước tiêu viêm rung lên chính mình áo choàng trên cát vàng thả xuống mũ trùng lộ ra một tấm tang thương tạng mặt nói hướng tây bắc một ngàn mét nơi đó nên có một chỗ nguồn nước dược lão âm thanh đột nhiên từ trong nạp giới truyền đến tiêu viêm dưới chân không chậm hướng về hướng tây bắc đi đến trong miệng nhưng không chút lưu tình địa nhổ nước bọc dược lão nói ha lão sư chờ ở nạp giới đúng là rất an nhàn a à. ha hả viêm tiểu tử nếu không hai người chúng ta thay đổi dược lão giẻo giẻo nói Ê, ha ha, nguồn nước sắp đến rồi. Nếu như ta không có cảm giác sai, hẳn là một chỗ hồ nước nhỏ. Dược lão nói. Tiêu viêm lướt qua một mảnh bụi cây cùng rừng cây nhỏ, quả nhiên phát hiện một mảnh hồ nước nhỏ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Ha ha, điều này làm cho đã sắp hai ngày không thấy nước tiêu viêm mừng rỡ dị thường, xong tới liền nâng một cái nước quán đến trong miệng. Giữa lúc tiêu viêm no uống hồ nước thời gian, dược lão đột nhiên lên tiếng nhắc nhở cẩn thận, tự hồ có người lại đây. Lúc này hồ nước đối diện đi tới bảy, tám cái bóng người, thân thể quần áo cũng đều phá phá nát nát, hiển nhiên cũng là tao ngộ vừa cái kia tràn bão cát. Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai đều là xài nhân tộc người, khuôn mặt trên tảng lớn vẫy rắn bao trùm, thập phần tốt nhận. Nhìn thấy nguồn nước xà nhân nhóm nhất thời bạo phát một trận hoang hô, như ông vỡ tổ sông lại, điên cuồng nâng nước rửa mặt, thôn uống tới gần xà nhân nhóm hiển nhiên đều đã phát hiện cái hồ nước nhỏ này bờ bên kia tiêu viêm, bảy, tám cái nam tính xà nhân hình tam giác con ngươi con mắt thật chặt nhìn chầm chầm tiêu viêm. Đội trưởng, cần đem hắn trảo về bộ lạc A. À. Một xà nhân đấu sư dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chầm chầm tiêu viêm nói. Hí hí hí. Hay là thôi đi, tên tiểu tử này xem ra cũng tu vi không yếu, chúng ta vẫn là uống xong nước mau chóng trở về bộ lạc đi cầm đầu xà nhân đại đấu sư phun nhổ ra xà tâm suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định này tiêu viêm nhìn đối diện xà nhân ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú chính mình một lát sau lại bắt đầu cúi đầu uống nước cũng là không để ý cái kia mấy cái xà nhân cũng là cầm đầu đại đấu sư có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phức thế nhưng cũng chính là một điểm phiền phức thôi chỉ đến thế mà thôi tuy rằng lần này thâm nhập tháp qua nhĩ đại sa mạc chỉ vì tu hành cũng không tính trêu chọc xà nhân tộc cường giả thế nhưng nếu như những này ngu xuẩn thật sự dám trêu chọc chính mình, cùng nhau thu thập là được rồi. Tiêu viêm nghĩ như vậy, tiếp theo lấy ra trong nạp giới ấm nước chuẩn bị rót đầy mang đi. Lúc này, bờ bên kia còn đang bí ẩn quan sát xà nhân tộc đại đấu sư nhìn tiêu viêm đột nhiên lấy ra bỗng dưng lấy ra một ấm nước, đột nhiên sáng mắt lên. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Chật vật, nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio hí 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 hắn hưng phấn nôn nổi lên xà tâm xà tâm trên nước bọt tung tóe hiển nhiên lại là đánh tới cái gì ý đồ xấu phải biết bởi tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn xà nhân tộc vẫn cùng đế quốc không ngừng xung đột vì lẽ đó đế quốc vẫn đối với tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn xà nhân tộc chấp hành nghiêm ngặt vật tư phong tỏa chính sách xà nhân tộc những năm này vẫn đảm nhiệm sa mạc giặc cướp nhân vật trừ thiên tính hỗn loạn không sự tình sản xuất ở ngoài, rất lớn một phần cũng có đế quốc cái này chính sách nguyên nhân ở bên trong. Vì lẽ đó ở một cái liền quần áo đều muốn cướp xà nhân tộc tới nói, một đại đấu sư đỏ mắt một nạp giới cũng cũng bình thường. Bởi vì một cấp thấp nạp giới tuy rằng chỉ cần nhất định kim tệ liền có thể mua được, thế nhưng cái này xà nhân đại đấu sư là một quỷ nghèo a, à? vì lẽ đó đến đại đấu sư còn không một thuộc về mình nạp giới. Hắn tên tiểu tử kia có nạp giới, ta hiện ở thay đổi chủ ý đi giết tên tiểu tử kia, cướp đi nạp giới. Xà nhân đại đấu sư run lên trên mặt buồn nôn vẫy rắn nói. Vâng, đội trưởng. Một đám nam tính xà nhân nói, hãy cùng xà nhân đại đấu sư đồng thời vây quanh. À, thực sự là người ở trong nhà làm, họa từ trên trời đến. Liền uống cái nước đều có thể bị người ghi nhớ trên, thực sự là. Tiêu viêm không nói gì nói. Ha ha, viêm tiểu tử, ta đoán những quỷ nghèo này hơn nữa ghi nhớ trên trên tay ngươi nạp giới. Dược lão nói, ai biết những quỷ nghèo này liền cấp thấp nạp giới đều muốn cướp. Tiêu viêm cả giận nói, cũng được, một đại đấu sư, ba cái đấu sư, ba cái đấu giả, cùng nhau thu thập. Lại nói ta vẫn không có cùng xài nhân tộc cường giả từng giao thủ đây, những này vô dụng mặc dù nói vẫn còn không tính là cường giả, thế nhưng dùng để luyện cái tay cũng không sai. Nhân loại tiểu tử, đem trên tay ngươi nạp giới giao ra đây, chúng ta cho ngươi cái chết thống khoái pháp. Xà nhân đại đấu sư phun nhổ ra xà tâm lên tiếng nói. Những này ngu xuẩn liền đạo nghĩa trên câu khách sáo đều chẳng thèm nói. Ha, thống khổ cái chết à. Tiêu viêm liếm liếm môi mình hưng phấn nói. Nhân loại tiểu tử, ngươi ở. Xà nhân đại đấu sư bên cạnh đấu sư tiếp tục lên tiếng khiêu khích nói. Bác cực băng. Tiêu viêm một thiếp thân khuỷu kích bác cực băng tứ trọng ám kình trực tiếp đem xài nhân đấu sư đầu đánh mạnh đến như một viên thành thục tây qua nổ tung, trong nháy mắt chất lỏng tung tóe. Ta nói, thống khổ cái chết ta yêu thích a. À? Tiêu viêm nhìn mình đang đứng ở xài nhân nhóm trong vòng vây hưng phấn nói. Thiếp sơn kháo. Một lần thiếp thân vật lộn lại sẽ một xài nhân đấu sư đánh bay ra ngoài. Trên, đều lên cho ta, giết cho ta tên tiểu tử này rốt cục bừng tỉnh xà nhân đại đấu sư cật lực gào thét nói. Thế nhưng ở đây xà nhân tự hồ cũng bị tiêu viêm vừa nãy hung hãn bị dọa cho phát sợ, trong khoảng thời gian ngắn lại không người dám lên trước nghênh chiến. Ha ha ha, thực sự là một đám đáng yêu cựu con a. À. Tiêu viêm nhìn mơ hồ sợ hãi chính mình chúng xà nhân ha ha cười nói. Lần này liền tuyển ngươi đi. Tiểu khả ái. Tiêu viêm nhìn trên sân tu vi cao nhất xà nhân đại đấu sư, bóng người lóe lên địa cấp đấu kỹ. Cùng phong khoái kiếm. Tiêu viêm lấy ra truy phong, một đạo hung ác đấu kỹ liền bị hắn nhanh chóng sử dụng. Phốc, xà nhân đại đấu sư xà nhân ỉ vào tu vi so với tiêu viêm cao, né nhanh, thế nhưng vẫn bị tiêu viêm trong tay, truy phong, tước rớt một cái cánh tay. a à, nhân loại đáng chết. Khuê lực, nhanh phát tín hiệu cầu cứu, xin mời cầu xin đại nhân tiếp viện. Xà nhân đại đấu sư kêu trên nói. Chí hướng to lớn tiêu viêm một cũng bộ đâm thẳng liền chuẩn bị giải quyết đi cái kia gửi thư báo xà nhân đấu sư binh xà nhân đại đấu sư thấy thế nhấc lên thép luyện trường kiếm ngăn ở tiêu viêm trước người liều mạng địa cuốn lấy tiêu viêm rất hiển nhiên hắn đem bọn họ sinh hy vọng đều đặt ở chung quanh đây khả năng tới rồi xà nhân tộc cường giả trên người a à, tiểu bò sát chính là để cho các ngươi gọi tới người thì lại làm sao tháp qua nhĩ đại sa mạc lớn như vậy Ngươi cho rằng chung quanh đây thật sự sẽ có xà nhân tộc cường giả sẽ tới cứu các ngươi à? Tiêu viêm một bên lên tiếng đã kích xà nhân đại đấu sư giao chiến tự tin, một bên động tác trong tay không chậm liên miên thế tiến công không ngừng hướng về vung đi. Bị tiêu viêm liên miên thế tiến công buộc hoàng mỹ tự mình xà nhân đại đấu sư rốt cục lộ ra một sơ hở, tiêu viêm bén nhạy nắm lấy cái này kẻ hở. Tật phong xét đánh, tiêu viêm một xoay người lại hòa vỡ, truy phong, liền đột phá xà nhân đại đấu sư phòng ngự. Cắt ra cổ hồng của hắn. Ôi ôi ôi, ta, bộ tộc ta cường giả là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xà nhân đại đấu sư che yết hầu, từ yết hầu đức quản địa bỏ ra những câu nói này. Hừ. Cường giả, từ đâu tới cường giả? Tiêu viêm lạnh khóc cười một tiếng nói. Nghe nói có người đang tìm nguyệt mị đây. Lúc này trên sân đột nhiên truyền đến một đạo kiều mị thanh âm nói. Hả, đó là... Tiêu viêm lúc này con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhìn lại nhìn về phía giữa bầu trời. Chỉ thấy giữa bầu trời một khoác đấu khí màu xanh hai cánh, vóc người hỏa bạo xa nữ, chính đang cười tủng tiễn đánh giá phía dưới tiêu viêm. Như rắn nước mê người vòng eo, căng thẳng vòng eo, cái kia vô cùng mịn màng da thịt, cùng với rải rác ở trắng như tuyết vai đẹp trên thật dài tóc đen, hết thảy đều khiến người ta cảm thấy quyến rũ mà xinh đẹp. Bầu trời xa nữ thu hồi đấu khí hai cánh, rơi xuống, trắng nõn khuôn mặt trên hình thoi con người chính rất hứng thú đánh giá tiêu viêm. Tiếp theo xà nữ nguyệt mị môi đỏ khẽ mở nói. Lần này rất đại bảo các làm ta tộc bị hao tổn không nhỏ, nữ vương bệ hạ rất mệnh ta xài nhân tám bộ tộc lớn điều động cường giả cứu tế tộc nhân. Ta vốn là là muốn cho phía dưới tộc nhân đi làm, cuối cùng vẫn là có ý định đi ra đi một chút, hiện tại đúng là phát hiện một tiểu tử thú vị đây. Đối với trên đất nằm một chỗ xài nhân tộc tộc nhân, xà nữ nguyệt mị đúng là căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn chầm chầm trước mắt tiêu viêm. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí xà nhân tộc cường giả, còn bị một trong số đó thẳng khẩn nhìn chầm chầm, dù là vẫn đại trái tim tiêu viêm cũng căng thẳng không ngớt. Xà nữ Đấu vương cường giả A à. Lão sư, lão sư Tiêu viêm ở trong lòng điên cuồng kêu gọi dược lão, chỉ là vẫn không gặp đáp lại. Lão sư, sẽ chết người đây chính là đấu vương A, à, rèn luyện ta cũng không phải như vậy rèn luyện đi. Kêu trên nửa ngày tiêu viêm, vẫn không có được dược lão đáp lại. Bất đắc dĩ, tiêu viêm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, đón nhận xà nữ nguyệt mị cười tủm tỉm ánh mắt. Tiêu viêm nhấc lên, truy phong, một kiếm tước mất còn không tắt thở xà nhân đại đấu sư đầu, dứt khoát chấm dứt hắn. Sau đó xoay người đối với xà nữ nguyệt mị trên mặt bỏ ra một khó coi nụ cười nói, ha hả, ta nói này kỳ thực là cái hiểu lầm. Thấy tình cảnh này, xà nữ nguyệt mị nụ cười trên mặt đúng là cũng càng ngày càng tốt xem ra. Thú vị tiểu tử. Tiểu tử, tỷ tỷ rất yêu thích ngươi yêu. Theo tỷ tỷ về bộ tộc có được hay không, tỷ tỷ cho ngươi làm ấm giường yêu. Ngoài miệng phun ra lời ngon tiếng ngọt xà nữ nguyệt mị, lúc này động tác trên tay nhưng là hung ác dị thường, tay phải quay về tiêu viêm mạnh mẽ nắm chặt nhất thời một đạo hùng hồn hình trắng năng lượng giải lụa đột nhiên xuất hiện, khổng lồ miệng trắng lộ ra một loạt lưỡi dao sắc sáng lên lấp lóa, cự xà dường như muốn sống lại giống như vậy, quay về tiêu viêm đầu mạnh mẽ cắn. Tấu chương xong, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Vương Thành Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio huyền giai cao cấp đấu kỹ. Bàn nhược trưởng. Tiêu viêm nhìn phả vào mặt cái miệng lớn như chậu máu, đề tay liền một chiêu huyền giai đấu kỹ sử dụng đi ra. Chỉ thấy một đạo so với tiêu viêm đấu giả thời điểm sử dụng thời điểm phải lớn hơn gần gấp đôi dài năm, 6 mét bàn tay màu vàng ống đón gió mà đứng, quay về khổng lồ hình rắn giải lụa liền đập tới. Bàn tay này vừa mới xuất hiện nhất thời liền để người ở chỗ này cảm giác được một luồng Phật môn yên tĩnh an lành khí, chỉ khiến lòng người cảnh ôn hòa. Âm. Bàn tay lớn màu vàng ống vừa tiếp xúc liền sạch sẽ lưu loát địa đập nát năng lượng xa. Tiêu viêm đánh ra bàn nhược trưởng sau cũng không thèm nhìn tới chiến công, hơi suy nghĩ, phần lưng tử vân dược liền bị hắn triệu hoáng mà ra. Hai cánh chấn động, tiêu viêm thanh ảnh liền hướng xa xa phía chân trời bắn mạnh tới. Hả? Đây là Viễn Cổ Phật Môn 72 Tuyệt Kỷ xa nữ nguyệt mị nhìn dễ dàng liền đem chính mình tiện tay vung ra năng lượng cự xa đánh nát bàn tay màu vàng ống nói. Mặc dù là chỉ là chính mình tiện tay vung ra một nguồn năng lượng giải lụa, thế nhưng nguyệt mị tin tưởng liền đấu linh cường giả bị đụng tới sau cũng sẽ không dễ chịu. Nguyệt Mỹ đang định không lãng phí thời gian nữa trực tiếp bắt giữ kẻ nhân loại này thời điểm, đột nhiên phát hiện tiêu viêm cho gọi ra tử ngọc dực liền chạy. Nguyệt Mỹ xinh đẹp mặt cười trên hẹp dài mắt phượng hơi ngưng lại, nghi ngờ nói đấu khí hóa dực đấu vương không đúng đấu vương khí tức không như thế nhược a à, sự tình càng ngày càng thú vị nguyệt mị nhẹ giọng cười nói lập tức gọi ra bản thân đấu khí màu xanh hai cánh phi thân nhảy lên đuổi theo từ đầu đến cuối đều không có xem trên đất xà nhân tộc các tộc nhân một chút đen kịch phía chân trời bên trong một đạo bóng người màu đen quay về mặt đất bắn mạnh mà xuống khụ khụ đấu khí không đủ mẹ này xuống nữ nhân truy lão tử hơn nửa ngày rồi là lại trên lão tử sao tiêu viêm tử vân dực vừa thu lại rơi trên mặt đất không được địa há mồm thở dốc nói cách đó không xa lại là một vệt bóng đen hạ xuống trên lưng đấu khí màu xanh hai cánh vừa thu lại nguyệt mị ông cánh tay ngọc bàn cười tủm tỉm đi tới tiểu ca ca nguyệt mị muốn cho ngươi làm ấm giường ngươi tại sao phải chạy nhanh như vậy nhỉ nguyệt mị đều sắp không đuổi kịp ngươi nguyệt mị kiều hư nói ha ha chỉ sợ ngươi nắm bắt ta trở lại không phải muốn cho ta làm ấm giường đi là nắm bắt ta trở lại cho những kia nhân xấu xí lai giống đi nghe nói các ngươi xà nhân tộc xà nữ nhóm thích nhất chính là nắm bắt nhân loại tuổi trẻ tuấn kiệt trở lại lai giống tiêu viêm tay cầm truy phong chống thân kiếm đứng lên tiểu tử còn biết thật nhiều sao đã như vậy vậy thì an tâm lưu lại đi nguyệt mị mặt cười phát lạnh nói lập tức hai tay kết ấn hơn trăm điều năng lượng cự xà ở nguyệt mị sau lưng hiện lên, cự xà nhóm cuốn quyết cùng nhau, kết thành một huyền ảo đại trận, từ bầu trời quay về tiêu viêm bao phủ mà đi. Vạn tượng xâm la. Một tiếng khẽ kêu. Chỉ là bình thường thanh âm dễ nghe vào lúc này tiêu viêm nghe tới, nhưng cảm thấy chuyện này quả thật lại như là bù đòi mạng. Tiên sư nó, một cái xú xà ta liền muốn đánh nửa ngày, này nhiều xà muốn ta đánh như thế nào a? À? Tiêu viêm khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhấc lên, truy phong, giơ kiếm ở trước ngực. Ha ha, viêm tiểu tử, cần ta hỗ trợ à? Ngay ở tiêu viêm tuyệt vọng thời khắc, tiêu viêm bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm nói. Lão sư, người cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Tiêu viêm nỗ lực gượng cười nói, lúc này dược lão âm thanh đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tiếng trời. Ha ha, sư phụ này không phải muốn rèn luyện rèn luyện ngươi à? dược lão cười hắc hắc nói. Rèn luyện. Tiêu viêm khóe mắt tràn đầy có giật địa hiện lên ở nguyệt mị phía sau đang tản phát ra khí thế khủng bố hơn trăm điều năng lượng cự xa. Được rồi, đến rồi. Thả ra tâm thần, nhường sư phụ đến. Dược lão nói. Lập tức tiêu viêm khí tức trên người mạnh đến biến đổi, khí tức trong nháy mắt trở nên thâm thúy mà lại tan thương. Địa giai cấp thấp đấu kỹ. Cùng phong khoái kiếm giữa bầu trời truyền đến quát to một tiếng. Chỉ thấy tiêu viêm khí thế đột nhiên tăng vọt, nhấc lên, truy phong một kiếm bổ ra. Trong nháy mắt dài 10 mét to lớn lưỡi kiếm đột nhiên hiện lên, quay về trên đỉnh đầu bao phủ xuống xà trận bổ tới, đợi được hai người tiếp xúc thời điểm, lưỡi kiếm đã tăng vọt đến dài hơn 20 mét. Rào hơn 20 mét hẹp dài lưỡi kiếm còn như các bơ bánh ga tô giống như vậy, không có chút hồi hộp nào đem xà trận chém bảy lẻ tám nát. Hừ nhìn giữa bầu trời hạ xuống xà thi, tiêu viêm hừ lạnh. Trên người đột nhiên hiện lên từng đạo từng đạo xâm bạch hư huyễn hỏa diễm, đem hạ xuống xà khối đốt cháy sạch sành xanh. Làm sao sẽ nguyệt mị tràn đầy không thể tin được mà nhìn mình trở thành đấu vương hậu sở trường đấu kỹ, xâm la vạn tượng, bị đối diện thực lực đó mới đấu sư nhân loại tiểu tử cho trong nháy mắt phá vỡ. Đây chính là nữ vương bệ hạ đều gọi tán đấu kỹ A, có thể nói cùng cấp vô địch. Nguyệt Mị còn chưa tới đến ngẫm nghĩ, liền thấy đối diện cái kia khí tức đột nhiên trở nên quái lại nhân loại tiểu tử từ đấu kỹ trong đụng chạm đi ra, nhất theo trường kiếm đối với nàng làm một kiếm thuật thức mở đầu. Nguyệt Mị trong nháy mắt liền cảm giác mình bị vững vàng khóa chặt, động cũng không thể động. Này, sao có thể có chuyện đó? Nhân loại kia tiểu tử trước khí tức rõ ràng chỉ là đấu sư mà thôi, làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? lẽ nào đây là cái nào lão gia hỏa ở giả làm heo ăn thịt hổ? Nguyệt mị lúc này mặt cười cũng biến thành tái nhật nói. Loại khí thế này tồn tại, chí ít cũng phải là cấp cao đấu vương hoặc là đấu hoàn cảnh giới cường giả đi, đây là gia mã đế quốc vị nào cường giả? Nguyệt mị tâm loạn như ma địa nghĩ. Cùng phong nộ hào. Một đạo lanh lãnh hỗn hợp tan thương đặc biệt tản âm vang lên nguyệt mị nhất thời cảm giác một cơn gió lớn mưa xối xả giống như khí thế bàn bạc dâng lên muốn ra nàng không cam lòng nhắm hai mắt lại xinh đẹp mặt cười tràn ngập tuyệt vọng chỉ chốc lát sau nguyệt mị cảm giác thân thể của chính mình nhẹ đi cái kia thần bí nhân loại tiểu tử đối với hơi thở của chính mình khóa chặt đột nhiên biến mất không còn tâm hơi chính mình tưởng tượng bên trong mưa to gió lớn giống như đấu kỹ đã kích cũng không có đến hả nguyệt mị không thể tin được mà mở hai mắt ra tìm kiếm nhân loại đối diện cường giả tung tích. Chỉ là đối diện đã sớm rỗng tuyết, nơi nào còn có tiêu viêm tung tích. Đáng ghét, bị chơi đùa. Nguyệt Mỹ lắc lắc như rắn nước mê người vòng eo dậm chân một cái, cắn cắn mê người môi đỏ nói. Xa xa phía chân trời bên trong, tiêu viêm sau lưng xăm bạch sắc hỏa diễm đấu khí hai cánh đang nhanh chóng vỗ, hướng về xa xa bay đi. Lão sư, tại sao không tiếp tục ra tay bắt người phụ nữ kia? tiêu viêm nghi hoặc không hiểu lên tiếng nói ha ha ta cảm giác được cách đó không xa có xà nhân tộc cường giả đang đến gần càng xa xăm còn có một đỉnh cao đấu hoàng đã nhận ra được ta cũng đang chuẩn bị chạy về đằng này ta nghĩ vậy hẳn là chính là bọn họ trong miệng nữ vương bệ hạ mỹ đổ toa nữ vương đi sư phụ ta tuy rằng không sợ nàng thế nhưng bị nhiều như vậy xà nhân tộc cường giả vây đánh cũng là một chuyện phiền toái mục đích của chúng ta đã đạt đến không bằng nhân cơ hội thu tay lại dược lão đáp lại nói hư mục đích đưa ta đi chết à tiêu viêm cả giận nói ha 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 đi thôi dược lão ha ha cười nói nguyệt mị nơi một đạo đen như mực sắc điểm nhỏ đột ngột xuất hiện ở phía chân trời chi một bên trong chớp mắt là được mang theo sắc bén tiếng xé gió hưởng bắn mạnh hướng về trên mặt đất nguyệt mị một bên tấu chương xong, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Lẽn vào Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đen như mực bóng người thu hồi đấu khí hai cánh rơi vào nguyệt mị bên người. Này rõ ràng là một vị nam tính xà nhân, nam tử hình thể hơi hơi cường tráng, một cái đơn bạc quần áo tùy ý khoác tại thân thể bên trên trên hai cánh tay, mãn kỳ dị hình xăm màu đen. Nguyệt mị, ngươi ở cùng ai giao chiến? Đen như mực bóng người vừa mở miệng cũng làm người ta cảm thấy có một luồng hung lợi khí tức phả vào mặt. Một thần bí nhân loại cường giả, đã rời đi. Mặt ba tư, ngươi không phải đi dò xét mặt xà bộ lạc sao, tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt mị câu mày nói, hiển nhiên còn chưa từ vừa chấn động bên trong triệt để đi ra ngoài nữ vương bệ hạ ở vương thành nhận ra được nơi này có quy mô lớn sóng năng lượng, đặc biệt dùng bí pháp ra lệnh cho chúng ta tám bộ tộc lớn tộc trưởng tới rồi kiểm tra, ta có điều là rời đi nơi này gần nhất, cái thứ nhất đến thôi. Viêm thứ bọn họ còn đang nhanh chóng cản qua trên đường tới, không nghĩ tới nhưng là ngươi ở cùng người giao chiến. Mặt ba tư run lên ngực hai cái giữ tận hát xà hình xăm nói. Làm sao? Ngươi không có thu được nữ vương bệ hạ bí pháp thông tin à? mặt ba tư nói bí pháp thông tin nguyệt mị không biết từ trên người nơi nào lấy ra một cái chỉ có người ngón tay dài ngắn xanh sẫm con rắn nhỏ chỉ là vốn nên lẳng lặng ngủ đông dùng để thông tin con rắn nhỏ đã sớm chết cứng đã lâu hừ đã ở vừa trong khi giao chiến bị tươi sống đánh chết nguyệt mị mặt không hề cảm xúc mà đem xanh sẫm con rắn nhỏ tiện tay ném xuống đất nói bị đánh chết nguyệt mị rốt cuộc là ai dĩ nhiên nhường ngươi chật vật như vậy mặt ba tư không hiểu nói. Về Vương Thành lại nói, chúng ta đi. Nguyệt Mỹ lúc này hiển nhiên vô tâm đàm luận quá nhiều, triển khai đấu khí màu xanh hai cánh định rời đi. Hừ, những nhân loại này cường giả thực sự là hung hăng, đem chúng ta xài nhân tộc làm cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Từ khi 20 năm trước chúng ta cùng gia mã đế quốc chiến tranh kết thúc sau đó, liền không còn có người dám như thế khiêu khích chúng ta xài nhân tộc, nhân loại đây là muốn cùng chúng ta xài nhân tộc khai chiến à, chúng ta đến mau chóng trở về vương thành, bẩm báo nữ vương bệ hạ. Mặt ba tư nói cũng triển khai đấu khí hai cánh đi theo. Đen kịp màn trời sắp trút đi, ánh bình minh sắp đến. Một chỗ yên tĩnh xa địa trên, tiêu viêm chính khoanh chân ngồi ở mặt các trên vận chuyển cái kia thần bí phần quyết khôi phục vừa đang kịch liệt chiến đấu bên trong tiêu hao đấu khí. Hồ tiêu viêm mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Xoay người đối với đồng dạng ngồi xếp bằng ở một bên điều tức dược lão nói Lão sư, ta hiện ở thay đổi chủ ý, hiện tại không trở về mạc thành, ta muốn đi xà nhân tộc Vương Thành Đi xà nhân tộc Vương Thành? Đi Vương Thành làm gì? Vào lúc này Vương Thành nên đều tụ tập xà nhân tộc cường giả, đề phòng nghiêm ngặt Dược lão nghi ngờ nói Ha ha, ta muốn đi cho mình tìm một đấu tông tay chân lần này xà nhân tộc lại dám chủ động trêu chọc ta ta muốn cho bọn họ một khắc sâu ấn tượng giáo huấn bắt cóc các nàng nữ vương bệ hạ tiêu viêm cười thần bí nói viêm tiểu tử ngươi càng nói ta càng bị hồ đồ rồi dược lão câu mày nói lão sư cái kia xà nhân tộc thủ lĩnh mỹ đổ toa nữ vương cảnh giới bây giờ là đấu hoàng đỉnh cao đột phá đấu tông sắp tới xà nhân tộc đặc hữu chủng tộc sự hạn chế khiến cho bọn họ muốn đột phá đấu tông thiên quan hoặc là dựa vào thời gian đi ngao, hoặc là hành phi thường pháp. Mà Mỹ đổ toa nữ vương làm xà nhân tộc vương giả nhất định không cam lòng dựa vào thời gian đi ngao phá cái kia đấu tông thiên quan, hơn nữa như vậy đột phá đi ra đấu tông cũng không hề tiềm lực có thể nói, nói không chắc đời này liền đấu tôn vô vọng. Mỹ đổ toa nữ vương bản thể chính là tử U Viêm Sa mà lão sư lần trước cho ta trong sách cổ nhắc tới tử u viêm xà tiến hóa làm viễn cổ bá chủ cấp ma thú thất thải thôn thiên mãn huyết duệ muốn chân chính thực hiện đột phá chính là dùng bí pháp tiến vào dị hỏa bên trong đoán thể từ mà tiến hóa linh hồn thoát ly vốn có thể xác dùng lực lượng linh hồn ngưng tụ thành chân chính thân thể mới tiêu viêm kiên trì giải thích đến thất thải thôn thiên mãn à ha hả tiểu tử ngươi giả tâm không nhỏ a à không chỉ giết người ta rồi xài nhân tộc đại đấu sư, hiện tại còn muốn quải chạy nhân gia nữ vương bệ hạ. Dược lão không nói gì nói. Có điều tìm cái đấu tông tay chân cũng được, sau đó gặp phải nguy hiểm liền không cần nhiều lần đều nên vì sư ra tay đi. Tiếp theo dược lão vương ngón tay đối với tiêu viêm cái trán hơi điểm nhẹ, nói. Muốn thu phục Mỹ đổ toa nữ vương cũng không dễ dàng, bộ tộc này ở trên đại lục cũng là hung danh hiển hách. Đây là sư phụ ở di tích viễn cổ bên trong tìm tới một loại vô danh đấu kỹ, trồng vào người trong linh hồn, có thể để cho người kia cam vì ngươi điều động. Có điều phương pháp này sử dụng điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, tỷ lệ thành công quá thấp, mà bởi này tác dụng quá mức ác độc đã bị đại lục cường giả luyện tập cấm, thận dùng. Ngươi có thể ở tại dị hỏa đoán thể thời điểm trồng vào trong cơ thể nàng. Ha ha ha. Thầy trò hai người liếc mắt nhìn nhau, liền bắt đầu gian nở nụ cười hiện tại thời gian tiếp cận rạng sáng, là ẩn núp tiến vào thời cơ tốt nhất, hơn nữa xà nhân tộc cường giả cũng nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ trực tiếp đi bọn họ vương thành. Lão sư, chúng ta đi. Tiêu viêm gọi ra tử vân dực, một đạo tiếng xé gió truyền đến, tiêu viêm liền hướng trên bản đồ ghi chép xà nhân tộc vương thành phương hướng bắn như điện mà đi. Bay gần một canh giờ, tiêu viêm trên không trung ngừng lại. Tiêu viêm vỗ đấu khí hai cánh nhìn phía dưới đề phòng nghiêm ngặt to lớn cứ điểm, tường thành lượng lớn võ trang đầy đủ xà nhân đang đi tuần. Lão sư, nơi này nên chính là xà nhân tộc Mỹ xà bộ lạc, mới vừa cùng chúng ta giao thủ xà nữ Nguyệt Mỹ chính là cái này thủ lĩnh của bộ tộc. Tiêu viêm nói. Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn xa xa phía chân trời bên trong có mười mấy con đen kịp chim lớn ở cứ điểm bầu trời qua lại xoay quanh, sắc bén ánh mắt ở trên bầu trời cùng trong tường thành không ngừng nhìn quét. Vậy hẳn là là xài nhân tộc chuyên môn chăn nuôi phi hành ma thú, dùng cho cảnh giới đến từ không trung kẻ địch và quan sát trong thành tình huống. Viêm tiểu tử, cẩn thận rồi. Trong nạp giới dược lão lúc này nhắc nhở, tiếp theo từng đạo từng đạo xâm bạch hỏa diễm từ tiêu viêm áo bào bên trong thoát ra bao bọc tiêu viêm. Tiêu viêm nắm thật chặt trên người áo bào đen, cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua phía trước đám kia đen kiệt chim lớn. Sắp tới đêm tảng sáng thời khắc, tiêu viêm rốt cục đi tới một tòa do đông đảo cự tảng đá lớn tạo thành thành thị. Đây chính là xà nhân tộc Vương Thành sao. Tiêu viêm trên không trung hơi có chấn động nhìn phía dưới cự đại thành thị, thành thị trung ương một tòa rộng rãi xa hoa thần điện vụt lên từ mặt đất. Cao mấy chục mét tường thành cho dù là ở tiêu viêm kiếp trước kiến tạo lên cũng là muốn phí một phen khí lực, ở này sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới, kiến tạo những này kiến trúc e sợ cũng đến điều động đấu vương cường giả đi một lần đi. Phía dưới tráng lệ xa hoa bên trong thần điện, một đạo màu tím thiến ảnh biểu hiện thả lỏng điện nhẹ nhàng dựa vào màu tím thủy tinh vương tọa, chỗ ngồi phía dưới đứng thẳng bốn đạo khí thế ác liệt bóng người. Một là tiêu viêm người quen của Nguyệt Mỹ, một là sau đó chạy đi trợ giúp Nguyệt Mỹ mặc xà bộ lạc tộc trưởng mặc ba tư, một hồng bào tráng hán, một ông lão áo xám. Tấu chương xong, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Tiến hóa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trong này lấy ông lão áo xám khí thế bén nhọn nhất, mơ hồ tỏa ra khí thế có tới bảy sao đấu vương, trên sân mọi người cũng đối với hắn rất tôn trọng. Nguyệt mị, ngươi nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Màu tím thủy tinh trên vương tọa khoác một cái ung dung màu tím cẩm bào thiến ảnh vừa mở miệng, liền mơ hồ khiến người ta cảm thấy có một luồng yêu diễm quyến rũ cảm giác ta muốn dò xét bộ lạc thời điểm gặp phải một thần bí nhân loại cường giả chính đang tàn sát tộc nhân của chúng ta ta truy chạy tới thời điểm bị nhân loại kia đấu hoàng cho đánh bại cuối cùng nhân loại đấu hoàng thông dong rút đi nguyệt mị xấu hổ cúi đầu nói nhân loại đấu hoàng là gia mã đế quốc vị nào đấu hoàng chán sống phải không một bên ông lão áo xám lên tiếng nói. Âm thế đại nhân, này chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Gia mã đế quốc ba vị đấu hoàng cường giả ta đều gặp, thế nhưng ta dám khẳng định vị này chính là một vị xa lạ nhân loại cường giả. Nguyệt mị đối với ông lão áo xám thái độ cung kính nói. Lẽ nào là gia mã đế quốc đại tân sinh cường giả? Một bên hồng bào tráng hán đột nhiên lên tiếng nói, hắn chính là xài nhân tám bộ tộc lớn viêm xà bộ lạc thủ lĩnh, viêm thứ. Được rồi. Màu tím thủy tinh trên vương tọa xinh đẹp thiến ảnh đi xuống, đánh gãy mọi người nói chuyện. Tinh tế thon thả đông đưa trong lúc đó, thỉnh thoảng lộ ra cẩm bào dưới một đoạn màu tím đuôi rắn. Bất luận hắn là ai? Trêu chọc chúng ta xài nhân tộc chỉ có chết. Mặt ba tư, ngươi xuống thông báo ta đội cận vệ tăng mạnh vương thành đề phòng. Cái khác bốn đại thủ lĩnh của bộ tộc còn ở tới rồi vương thành trên đường, thông báo bọn họ cũng không cần chạy tới, về từng người bộ lạc đi. Màu tím thiến ảnh đi tới mọi người trung tâm nói. Nếu như nhân loại dám đánh lén các ngươi bộ lạc, các ngươi trước hết ngăn cản bọn họ. Nếu như hắn dám đến vương thành, hư. Ta liền cẩn thận gặp gỡ một lần hắn. Một năm trước, gia mã đế quốc mười đại cường giả bên trong xếp hạng thứ ba băng hoàng hải ba đông, cái kia vô dụng vừa mới mới vừa bị ta phong ấn. Vâng, nữ vương bệ hạ. Mặt ba tư nhìn cẩm bào dưới đầy đặn xinh đẹp, cúi đầu đè xuống chính mình trong mắt cuồng nhiệt nói. Màu tím thiến ảnh tiếp theo vung một cái tam thiên thanh ti, liền ở trước mắt mọi người biến mất không còn tâm hơi. Bốn người đều hơi cúi đầu, không hề có một tiếng động cung tiễn bọn họ nữ vương bệ hạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Ở chúng tộc nhân bên trong đức cao vọng trọng ông lão áo xám mở miệng nói. Vương Thành ở ngoài cách đó không xa, tiêu viêm bồ phục ở trong một cái hố nhìn trên vương thành không bay ra bốn bóng người ha hả thời cơ đã thành thục tiêu viêm lại đang tại chỗ đợi một hồi sau liền thừa dịp bóng đêm ở dược lão khí tức bao vây len lén lẻn vào vương thành hả không ở nơi này tiêu viêm lẻn vào vương thành sau vẫn chưa ở bên trong thần điện phát hiện mỹ đổ toa nữ vương bóng người nguyên lai like ở đây ở dược lão nhắc nhở dưới tiêu viêm cuối cùng đứng ở một mảnh xanh lam hồ nước trước viêm tiểu tử cẩn trọng một chút mỹ đổ toa nữ vương khí tức ngay ở trên hòn đảo nhỏ dược lão lên tiếng nói Từng. tiêu viêm thoáng nghiêm nghị gật gật đầu lập tức trên người bốc lên từng đạo từng đạo ngọn lửa màu xanh bao bọc chính mình quay về mặt hồ nhẹ nhàng nhảy xuống cẩn thận từng ly từng tí một bơi qua nguy cơ trùng trùng mỹ lệ hồ nước tiêu viêm lặng lẽ bò lên trên trung ương tiểu đảo có dược lão hỗ trợ ra tay che lấp khí tức, tiêu viêm cuối cùng tìm thấy ở giữa hòn đảo nhỏ. Ở giữa hòn đảo nhỏ, trong một cái rừng trúc một dài bốn, năm trượng ôn tuyền trì chính liều lĩnh nguội thôn nhiệt khí, một đạo màu tím thiến ảnh ông Ngọc Kiên đứng thẳng ở bên cạnh. a à, là thời điểm phao ngâm vào. Màu tím thiến ảnh nói liền mở ra cẩm bào ngọc trực, lập tức bạch ngọc giống như hoàng mỹ đầy đặn thân thể mềm mại liền bại lộ ở này trong không khí, đầy đặn đường vòng cung như tự nhiên mà thành. Mọi cử động chọc người liên tưởng, tỏa ra vô cùng mị lực. Ung ục. Tiêu viêm sắc mặt đỏ chót nhìn trước mắt vô cùng mê hoặc, không hăng hái để nuốt từng ngụm từng ngụm nước, trái tim cũng không bị khống chế da tóc nhảy lên lên. Ai? Tiêu viêm khí tức trong nháy mắt đó hỗn loạn bị Mỹ đổ toa nữ vương mẫn nhuệ địa nhận ra được, màu tím thiến ảnh từ trong nước bắn ra mà ra. Tay ngọc vung lên, đất trên cẩm bào bay tới khoát ở trên người nàng. Lão sư, đồng thủ. Tiêu viêm hơi suy nghĩ, thông báo dược lão nói. Một đạo già nua trong suốt hư huyễn bóng người từ bên cạnh rừng cây bên trong thoát ra, bay ở trên bầu trời, quay về phía dưới Mỹ đổ toa nữ vương hai tay nắm chặt. Không gian lao tù. Giữa bầu trời truyền đến một tiếng già nua quát âm. Mỹ đổ toa nữ vương phụ cận vị trí không gian đột nhiên xuất hiện một to lớn trong suốt lao tù đem phong tỏa ở trong đó, mà nó tự thân vị trí không gian cùng ngoại giới vị trí không gian mơ hồ có một loại cắt rời cảm giác. Tiểu tử ngươi làm sao như thế không tiền đồ? Dược lão tràn đầy khinh bỉ nói. Khụ khụ. Tiêu viêm cũng từ một bên trong bụi rậm đi ra. Hả? Không gian lao tù. Đấu tông cường giả khoác bán ẩm không ẩm cẩm bào Mỹ đổ toa nữ vương nhìn mình vị trí hư huyễn không sắc mặt ngưng trọng nói, không chút nào biết mình bộ này dáng vẻ đối với nam nhân mê hoặc lớn bao nhiêu. Thần bí nhân loại cường giả, ta Mỹ đổ toa nữ vương vô ý cùng người tác chiến, xin mời mau chóng thối lui. Mỹ đổ toa nữ vương chần chờ chốc lát lên tiếng nói. Ha ha, ta đây có thể nói không tính nha, hỏi tiểu tử này. Giữa bầu trời dược lão đối với phía dưới tiêu viêm chết miệng nói hả? Một thực lực có điều đấu sư nhân loại con sâu nhỏ. Mỹ đổ toa nữ vương Mỹ lệ dung nhan tốt nhất xem mắt phượng quay lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn một chút cách đó không xa tiêu viêm. Địch. Tiêu viêm trong nháy mắt liền bị Mỹ đổ toa nữ vương xem sâu bình thường lãnh đạm ánh mắt cho làm tức giận. Mỹ đổ toa nữ vương, ta còn thiếu một Mỹ nữ thủ hạ. Vì lẽ đó. Tiêu viêm ngữ khí ngã ngớn nói nhân loại ngươi muốn chết tiêu viêm còn chưa có nói xong mỹ đổ toa nữ vương khí tức liền bắt đầu nổi khùng lên đấu tông cường giả thì lại làm sao ta mỹ đổ toa không thể nhục mỹ đổ toa nữ vương ung dung mê hoặc âm thanh lần thứ hai truyền đến không gian lao tù bên trong ánh sáng không ngừng tăng vọt tiếp theo một đạo có chút tương tự sư hống lại có chút như hổ gào tiếng gào truyền ra cuối cùng nguyên bản mỹ đổ toa nữ vương vị trí xuất hiện một cái dài khoảng 10 trượng, thân hình tao nhã màu tím cự xa. Viêm tiểu tử, cẩn thận. Dược lão lên tiếng nói, tiêu viêm chật vật lăn qua một bên. Nhân loại, các ngươi chọc giận ta. Màu tím cự xa bãi nhúc nhích một chút chính mình thon dài thân thể miệng nói tiếng người nói. Tiếp theo dài khoảng 10 trượng thân trắng quay về phong tỏa chính mình không gian lao tù hung hãn phóng đi, dược lão đều bị quyết chí tiến lên khí tức kinh ngạc kinh, lập tức tăng mạnh lực lượng không gian đưa vào. Ha ha, nếu như bị ngươi một nho nhỏ đấu hoàng phá tan này không gian lao tù, ta, dược tôn giả, còn làm sao ở đấu khí đại lục tiếp tục tiếp tục sống? Âm, 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 âm. Màu tím trường xà liên tiếp mười mấy lần va chạm đều không có lay động dược lão thiết không gian lao tù mảy mây, trái lại mình bị chấn động đầu óc choáng váng. Đáng ghét a màu tím trường xà to lớn đầu lâu trên hai con mắt màu tím phẫn nộ nhìn chầm chầm không trung dược lão. Tấu chương xong. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.